À, bây giờ thì tất cả quý vị sắc tộc của chúng ta có hiểu vì sao hoặc tại sao trước kia những vị Kinh miền Nam họ rất là kỵ hoặc là sợ chúng ta. Vì trước kia chúa cha của chúng ta còn ở cùng với nhiều số quý vị và còn bây giờ thì không có cái chuyện đó đâu. Có lẽ thì những cái bọn uh, Bắc Kỳ họ không hiểu cái chuyện này biết không? Cho nên hãy bỏ những cái sự tội lỗi của bọn họ đi biết không?